top 5 sao nữ U40 vẫn ế chỏng ế chơ vì quá giàu và đẹp khiến ai nấy đều suýt xoa. Tài năng, xinh đẹp và giàu có, những mỹ nhân này có vẻ là khá kén chọn trong đường tình duyên, chỉ mãi tập trung vào sự nghiệp mà vẫn chưa chịu lên xe hoa về nhà chồng dù đã 40, 45 tuổi. Đứng đầu danh sách, Lý Nhã Kỳ, 39 tuổi. Sinh năm 1982 và năm nay đã 39, cô là một người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, quý phái, Lý Nhã Kỳ hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng mà nhiều đàn ông nhắm đến. Cô đã từng trải qua một mối tình dài đằng đẵng 9 năm với một vị đại gia nhưng không thành. Nhiều người cho rằng vì cô quá nổi tiếng và thành công nên làm cho đàn ông dè chừng. Căn nhà của Lý Nhã Kỳ đang tọa lạc tại khu dân cư Thảo Điền, quận 2, không khác gì một lâu đài hoàng gia của thời xưa. Căn nhà được dát vàng từ ngoài vào trong. Ngay cả xe ô tô cô đi cũng có giá trị trên 40 tỷ đồng. Lý Nhã Kỳ từng khẳng định toàn bộ số kim cương cùng với 10 thương hiệu kiệt tác có mặt tại Việt Nam là của chính cô. Chính vì dát kim cương đầy người như vậy, cô mới được gọi là doanh nhân kim cương. Người ta đồn rằng sự giàu có của Lý Nhã Kỳ là do cô là con nuôi của bà tỷ phú Ali Chiu, chủ tịch của tập đoàn Hepshep và quỹ từ thiện Shinhope. Rồi lại có thêm bà mẹ nuôi thứ hai, đó chính là bà Madam, chủ tịch của tập đoàn Kim Cương Hồng Kông. Cô cũng nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện với những bộ váy và giá trị trang sức hàng chục tỷ đồng, cũng như các hoạt động gây xôn xao trước dư luận như là việc tiếp nhận tước vị Công chúa Châu Á vào năm 2016, trở thành lãnh sự danh dự tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2018. Cô chia sẻ, hôn nhân không phải là cưới sớm hay cưới muộn thì mới viên mãn. Kỳ cho rằng, gặp đúng người thì bao nhiêu tuổi cưới vẫn là hạnh phúc nhất. Vì vậy, không hề vội vàng, phụ nữ cần độc lập tài chính và sự nghiệp chưa đã. Ngô Thanh Vân, 42 tuổi. Đàn nữ Ngô Thanh Vân là một trong những sao Việt kín tiếng nhất về đường tình duyên. Nổi tiếng đình đám nhưng mà bà bầu kiêm đạo diễn và diễn viên ca sĩ tài năng này vẫn lẻ bóng đi về khi đã chạm ngưỡng 42 tuổi. Cô đã trải qua một mối tình dài 8 năm nhưng không thành. Vân chia sẻ trong đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng rằng chị đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ cưới chồng nữa, nhưng tình yêu của các em đã tiếp thêm cho chị niềm tin. Dường như công việc đã lấp đầy tất cả thời gian của cô, giúp cho Ngô Thanh Vân có được một khối tài sản cách xù mà ai cũng ao ước. Ngô Thanh Vân xuất thân từ gia đình nghèo khó, lênh đênh trên sông với nghề thương hồ, mẹ thì trông coi quán cà phê. Nhờ sự nỗ lực, Ngô Thanh Vân được chọn làm đại diện cho các thương hiệu điện thoại, máy ảnh, xe máy nổi tiếng. Ngoài ra, người đẹp cũng rất đắt sâu ngồi ghế nóng, dù ít bon chen và showbiz. Năm 2009, Ngô Thanh Vân đã thành lập công ty giải trí riêng và đứng đầu điều hành vô cùng ăn khách với những dự án phim ảnh. Kiều nữ sinh năm 1979 nói, thế giới mà tôi đang sinh sống tràn ngập những dự định và công việc. Trước khi có chuyện tình cảm chính thức nào đó, tôi nghĩ mình cứ tập trung vào những đam mê nghệ thuật mà mình đang có chưa đã. Mỹ Tâm, 40 tuổi. Sinh năm 1981, cũng giàu có, thành đạt và danh tiếng khó ai sánh bằng, nhưng Mỹ Tâm vẫn chăn đơn gối chiếc. Cô bảo, lấy chồng là chuyện không hề khó, nhưng tôi chưa làm. Chuyện gì cũng phải đợi, đúng thời điểm, quan trọng là cảm thấy hạnh phúc. Thời điểm này tôi đang rất hạnh phúc và có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Mặc cho mọi người rục rã, Mỹ Tâm đã nhất quán với quan điểm không lấy chồng vì áp lực vừa lòng ai hết. Bởi vì cô hiểu, như vậy khó có được hạnh phúc vì đó là chuyện riêng của mình. Duyên chưa tới nhưng họa mỹ tóc nâu cũng cho rằng, tình cảm cũng phải cố gắng chứ không phải thản nhiên ngồi đợi tình yêu đến và coi đó là chuyện ngẫu nhiên ý trời. Không chỉ là một ca sĩ hạng A vô cùng đình đám, họa mỹ tóc nâu còn kiếm bộn tiền nhờ tài kinh doanh địa ốc, nhà hàng và thời trang. Công ty MT Entertainment sinh ra vào năm 2007 chính là do Mỹ Tâm làm giám đốc. Cô cũng sở hữu thương hiệu thời trang cho riêng mình, có thể nói là vô cùng giàu có. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, 40 tuổi. Hương Hồ, 40 cái xuân xanh, giọng ca hoang mang đã từng thổ lộ, cô yêu rất ít. Suốt từ hồi sinh viên cho đến khi nổi tiếng vào ngoài 30 tuổi, chỉ yêu hai người đàn ông duy nhất. Nhưng cô yêu cuồng nhiệt, bị tổn thương, để rồi trái tim chết lặng. Cho đến bây giờ thì Hồ Quỳnh Hương vẫn cảm xúc với tình yêu, nhưng cô nói, mình như là chim trời, không thích bị chiếm hữu, cũng không thích bị thâu tóm một ai đó, trong khi người ta lại thích sở hữu. Nói chuyện trăm năm, nữ ca sĩ quan niệm không nên kết hôn sớm, dù vẫn biết rằng, muộn như mình thì không nên. Người ta đùa rằng, vì Hương giàu quá cho nên kén chọn. Đúng vậy, mức giá để mời được ca sĩ đất mỏ tham gia một chương trình ca nhạc vào khoảng 50 đến 150 triệu đồng, còn để mời Hồ Quỳnh Hương góp mặt trên ghế nóng. Con số này sẽ phải là 200 đến 500 triệu đồng. Hồ Quỳnh Hương hiện tại đang điều hành một nhà hàng, một resort và một công ty giải trí.
Ngoài ra, cô còn là giảng viên khoa thanh nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Siêu mẫu Thanh Hằng sinh năm 1983. Ở cái tuổi 38 của mình, hầu như bạn bè của Thanh Hằng đã có chồng con đôi huề, nhưng cô thì vẫn ung dung, thoải mái và chẳng tính gì chuyện hôn sự. Cô lý giải một cách khôn ngoan cho việc mình tiếp tục cuộc sống độc thân là vì thích giai đoạn yêu nhau hơn là kết hôn, đồng thời thấy hôn nhân vẫn còn là một điều sâu thẳm. Nữ người mẫu cũng muốn các quy trình như một người phụ nữ bình thường, có chồng sinh con theo một cách tự nhiên. Vì thế nàng cứ yêu tự do, tận hưởng cuộc sống và tập trung cho sự nghiệp của mình, chẳng chịu tác động bởi một lời hối thúc nào. Có thể nói trong những năm gần đây, Thanh Hằng đã vô cùng nổi tiếng trong giới người mẫu của showbiz khi liên tục làm vedette trong những chương trình thời trang, đồng thời đảm nhiệm rất nhiều vị trí huấn luyện viên trên ghế nóng, cũng như là gương mặt thương hiệu cho rất nhiều nhãn hàng. Ca sĩ Minh Hằng, 34 tuổi. Minh Hằng đã từng trải qua tuổi thơ cơ cực với nhiều biến cố. Ba mẹ ly hôn từ khi Minh Hằng còn nhỏ, cô phải cùng mẹ bán quần áo. Một thời gian sau, mẹ của cô bị gạt hết tiền, vay mượn để mở một quán cơm nhỏ. Có lẽ quá khứ như vậy cho nên Minh Hằng cẩn trọng hơn với những dự định của mình. Cô chia sẻ, trước khi có được hoàng tử, mình cần phải gặp 10 con ếch xanh. Tôi đã trải qua hơn 10 mối tình. Sinh năm 1987, năm nay ca sĩ Minh Hằng đã chạm ngưỡng U40, mặc dù vậy trông cô còn rất trẻ trung và xinh đẹp. Sau câu chuyện ồn ào với team của nhiều năm trước, Minh Hằng vô cùng kín tiếng và không bao giờ nói về chuyện tình cảm. Dù đóng phim với hàng loạt những nam diễn viên đào hoa, bảnh bao như là Lương Mạnh Hải, Quý Bình, nhiều lần được bạn diễn khen ngợi, song Minh Hằng vẫn quyết giữ phong độ, độc thân sang chảnh của mình. Khi được hỏi về chuyện yêu đương và chồng con, Minh Hằng cho biết, tôi chưa có ý định lấy chồng nên cũng chưa suy nghĩ về những việc này. Lấy chồng thì có gì vui đâu, sao ai gặp tôi cũng hỏi. Cô cho biết thêm, lấy chồng thì cần phải hy sinh nhiều thứ. Nghệ sĩ cứ không dám nói thật ra, chứ thực ra có gia đình xong, điều đầu tiên lượng fan sẽ giảm sút, ai cũng sợ. Chưa kể đến việc nếu như cứ đi diễn, đi quay hoài sẽ không có thời gian chăm sóc cho gia đình. Còn tôi lại tự thấy mình không có đủ giỏi tới mức làm tốt cả hai chuyện này. Minh Hằng cũng tiết lộ, những người nghệ sĩ như cô rất dễ rơi vào khả năng bị ế bởi vì mọi người thường nghĩ nghệ sĩ như chúng tôi có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết. Lắm mối thì tối nằm không. Vì khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, không ai muốn dừng lại để nghĩ đến chuyện tình cảm. Qua cái độ tuổi kết hôn và sinh con lúc nào không biết, thì chuyện bị ế là đương nhiên. Nhìn các cô gái xinh đẹp lộng lẫy trong giới showbiz như vậy thôi, nhưng mà xác suất sau này bị ế là rất cao các bạn ạ.